Xin được gửi lời chào đến các chú, các cô, các anh, các chị, các em cũng như các cháu và các thành viên của Thiện Nguyện Viên thân mến. Hôm nay lữ khách xin được gửi đến một thông điệp cho chương trình thiện nguyện mà các anh em thiện nguyện viên đã theo đuổi, đã duy trì được 16 chuyến, nếu tính từ tháng 11 2011. Dư âm của chuyến đi thiện nguyện tại Giang Ly vẫn còn đọng mãi trong tất cả những thành viên, các bạn đã cùng đi chuyến đi đó, và thời gian lại trôi đi rất nhanh. Đến hẹn lại lên, nhóm thiện nguyện của chúng ta chỉ còn 3 ngày nữa sẽ tiếp tục những bước chân thiện nguyện đi về một vùng đất tận cùng của tất cả những tận cùng, một vùng đất có thể nói là không có sự sống và chỉ cách có thành phố Hồ Chí Minh có 80 km. Những hình ảnh các bạn đang xem trên đây, đó là những nơi mà chúng ta sẽ đến và cũng là những đối tượng mà chúng ta sẽ đem lại cho họ một chút niềm vui trong cuộc sống, một nụ cười nhẹ nhàng với sự giao lưu của chúng ta. Và lữ khách cũng xin được thông qua cái thông điệp này xin phép một lần nữa chân thành kêu gọi tất cả các sự lưu tâm của quý cô chú, các anh, các chị, các em trong và ngoài nước, hãy cùng nhau góp gió thành bão và ủng hộ cho đoàn thiện nguyện được hội tụ đầy đủ điều kiện để ngày mùng 2 tháng 6 này sẽ lên đường đem lại một chút hơi ấm tình người và một niềm vui cho các trẻ em tại vùng đất cằn cỗi đó, một cái Tết thiếu nhi quốc tế. Hiện tại số tiền quyên góp được mà trên trang web thiện nguyện cũng như ban thư ký và thủ quỹ của ban tổ chức thiện nguyện nhận được là gần 26 triệu, tức là chúng ta vẫn còn thiếu 12 triệu so với mục tiêu đề đặt ra là 38 triệu. Chuyến đi này mỗi phần quà của các em đã được đề đặt ra rất là khiêm tốn, chỉ trong một khuôn khổ là 200.000 một phần quà, so với phần quà ở Giang Ly là 350.000 một phần quà. Lữ khách cũng rất ghi nhận là tất cả chúng ta ai cũng đều phải bươn chải trong cuộc sống để tồn tại. Nhưng nếu chúng ta thật sự có tâm lòng và hãy tận dụng cái nguyên lý gom gió thành bão, thì chúng ta có thể mỗi tháng đều đặn tiếp tục bước chân thiện nguyện và đem lại cho những mảnh đời quanh chúng ta chút hơi ấm tình người và ý nghĩa của cuộc sống. Thật sự thì một tháng một lần là một cái chương trình đòi hỏi rất là căng thẳng cho những ban tổ chức, nhưng đó cũng là một cái thách thức. Chỉ cần trong tháng mỗi người chúng ta dành một chút thời giờ liên lạc và kêu gọi những bạn bè thân quen chúng ta, mỗi người đóng góp một chút, chúng ta có thể đạt được và có thể tiếp tục làm những chương trình thiện nguyện như vậy vào mỗi cuối tháng. Một lần nữa, lữ khách cũng xin chân thành cảm ơn tất cả những
tấm lòng trong ngoài nước đã và đang ủng hộ. Nhất là hôm qua Lữ Khách cũng rất là ghi nhận và rất là cảm động khi nhận được sự quyên góp của chị Jessie Lê ở bang New Jersey và cùng một số các anh chị em tại vùng bang New Jersey này đã thông qua người em trai ở Việt Nam và có trao cho ban thư ký và thủ quỹ đại diện bởi anh Hoàng Nguyễn số tiền là 220 US$. Thay mặt các em trẻ cũng như thay mặt tất cả các thành viên của Thiện Nguyện Viên, chúng tôi xin gửi lời tri ân đến chị Jessie Lê và tất cả các anh chị em tại bang New Jersey. Một lần nữa, Lữ Khách rất mong mọi người hãy lưu tâm và ủng hộ cho chuyến đi được thành công. Xin chúc mọi người một tuần lễ tràn đầy ý vị và mọi điều an lành bên gia đình thân thương.